Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những năm tháng trong mạt kiếp. Hiện nay cả địa cầu đang bị bao phủ trong nguy cơ các kiếp nạn cực kỳ to lớn ập đầu bởi vì nhân loại cho nổ thử đạn hạt nhân, đạn nguyên tử, vậy nên dẫn đến khí hậu của cả địa cầu bị xáo trộn rối ren, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, môi trường sinh thái tự nhiên của địa cầu bị phá hoại, không khí nước bị ô nhiễm bên trong lương thực có sự tàn lưu thuốc trừ sâu gần và các ao hồ chịu sự uy hiếp của mưa axit đất đai xói mòn địa tầng lún xuống lớp ozone ở tầng bình lưu bảo vệ trái đất đã bị phá hoại các tia bức xạ tia hồng ngoại tia tử ngoại trực tiếp chiếu rọi bề mặt của trái đất dẫn đến những người mắc bệnh ung thư da ngày càng gia tăng nhanh chóng hiệu ứng nhà kính do khí co2 hình thành dẫn đến sự nóng lên của khí hậu toàn cầu thúc đẩy các ngọn núi tiết của Nam Bắc Cực dần dần tan ra mà dẫn đến kỷ băng hà và những sự biến động thay đổi của lớp vỏ trái đất sẽ đến sớm, nhân khẩu quá nhiều và sự phân phối, nguồn tài nguyên tự nhiên không đều, nguồn tài nguyên tự nhiên ngày càng giảm, dẫn đến niên đại của nạn đói kém. Con người đang không ngớt làm hao tổn và phá hoại đối với không khí, nước, thổ nhưỡng, động vật hoang dã, khoáng vật, nhiên liệu, quá thạch, các nguồn tài nguyên tự nhiên, Nhân loại nếu như lại cứ tiếp tục mặc cho những hành vi phá hoại môi trường này tiếp tục duy trì xuống thì cuối cùng sẽ dẫn đến môi trường của cả địa cầu không còn thích hợp với sự sống còn với đời sống nhân loại nữa, vậy nên các nhà khoa học mới không ngừng kêu gọi mọi người phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Thế nhưng chúng ta chắc cũng biết rằng tổng quan toàn bộ môi trường sinh thái của địa cầu mà nói, tâm cảnh bên trong của nhân loại có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với môi trường tự nhiên bên ngoài, vậy nên các chúng ta làm tốt việc bảo vệ môi trường tâm linh trước rồi thì việc bảo vệ môi trường của địa cầu xã hội mới đạt đến tốt đẹp. Bảo vệ môi trường tâm linh chính là phải tu tâm dưỡng tánh và bỏ đi những tham sân si. Các loại hiện tượng đã nói ở trên đều là thông qua những nghiên cứu báo cáo chứng minh của các nhà khoa học chỉ ra. Điều này cũng đủ chứng minh rằng trước mắt hiện nay trời đất đang tiến vào giai đoạn mùa thu, thu gom lại để chấm dứt lúc này gọi là những năm mạc kiếp ông bà tổ tiên nương phước người còn sống có lần đức phật cùng ngài anan -an đi dọc theo bờ sông nhìn thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa ca hát ngài anan -an thưa hỏi đức phật con cháu của những ngạ quỷ này điều gì họ mà tu phước nên họ sắp được thoát kiếp ngạ quỷ vì thế mà họ vui mừng ca hát tiếp đó lại thấy khoảng mấy trăm người hình dung tốt đẹp vừa đi vừa khóc ngài anan -an lại thưa hỏi đức phật dạy rằng con cháu những người này giết hại sinh mạng để cúng tế không chịu tu phước nên họ sắp phải đọa vào địa ngục, bị lửa thiêu, giữ đốt. Vì thế mà họ khóc lóc, cúng tế không chỉ dùng rau cải sơ xài có thể bài biện thêm các loại bánh trái, nhưng quan trọng nhất là không được giết hại giặc mạng. Người đời mỗi khi thành tựu công danh được như ý muốn, liền mổ lợn giết dê cúng tế tổ tiên thật là lên đình. Bản thân người làm việc ấy giống đã dương dương tự mãn, xem đó là việc làm dinh dự, tổ tiên dòng tộc mà những kẻ đứng ngoài cũng luôn dòm ngó giàu lao sao xưng tụng nhưng thử hỏi vào lúc ấy liệu ông bà tổ tiên có thật sự chạm đũa thọ hưởng được miếng nào hay là không giết hại giặc mạng như thế thật là vô ích chỉ khiến cho ông bà cha mẹ quá cố phải đắm chìm sâu hơn trong nghiệp chướng người chết mà biết được ắt không khỏi đau đớn ôm lòng quán hận nơi chính suối thật không bằng những người nghèo khó chỉ dùng hoa quả canh rau đơn sơ mà thành tâm cúng tế tổ tiên như thế chẳng phải lại là tốt hơn đó hay là sao Nguyện mong cho nhà nhà người người không sát sanh Tiếp độ ăn uống để không tạo ác nghiệp và gây quán kết Tu là phải sửa tâm mình Trao dòi đức hạnh công bình xét soi Đạo đờ thì phải đi đôi Dụng công tu tập mà coi màn này Ai người hiền đức xâm dày Kẻ lòng gian ác rã bày thảm thê Đến cơn sàn sảy đê mê Sát hồn tiêu hoại ủ ê buồn rầu Mong cho đạo pháp nhiệm màu độ trong trăm họ một bầu chân tu thành công đắc đạo thiên thu non bồng chở gót công phu đạt thành ra đi dặn lại ít lời khuyên trong bổn đạo dạy thờ ráng nghe giàu ai tài phép bài phe ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo lựa cho phải cột phải kèo phải dai phải giới mà theo kẻo lầm ngọc kia ẩn dạng khó tầm trọn nơ chân chánh khỏi lâm khổ hình ách chờ nạn nước thình lình người hung cử mãi chống kình dở ta theo tài học cũ nam na ở ai trí thức tầm mà cạn sâu lúc rài chưa thể ngồi lâu tách giờ chốn khác ngõ hầu dại răng tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến nói năng chọn lời bớt phiền bớt não cuộc đời ráng nghe lời dạy dạy thờ hành y Chích trong lời châu ngọc của đức quỳnh giáo chủ trong bài dặn dò bổn đạo hàng quân tử lại hỏi ta tương lai thế gian sẽ đi về đâu và sẽ ra sao xin thầy cho bậc mí ta trả lời thế giới sẽ theo bài thi này nhìn trong biển khổ của đời thiên cơ chờ phạt chạy thờ đi đâu thế gian đến lúc đói đầu thiểu tu ai cứu con người kỳ ba quắc không thành quắc kia mà gia không thật thách mớ là bỏ quan đệ tam thế chiến ai tồn linh hồn tiêu diệt tâm hồn từ đây đọ hồn trở lại cỏ cây chim muôn trùng thú cỏ cây ngũ hành thế gian khuynh đảo chiến tranh phật ma khuynh đảo ngũ hành người ta mười phần hơn chính diệt mà bốn phương thị ngập can qua diễn cầu đổi hình vũ trụ á âu thay bầu thế giới thay luôn đạo chờ thai giáo Phật lập tăng ngôi, càng khôn định vị đạo chờ kỳ ba, thai quốc thổ đổi địa linh, đổi chờ đổi khí đổi hình ngũ châu. Đổi thằng, đổi thánh, đổi ngôi, đổi đào, đổi kép, đổi người tề gia Đổi phong hóa, đổi đạo gia, đổi dân lễ nhạc, đổi ta phong thần Đổi thờ tiết, đổi phong dân, đổi hình phong thủy, đổi thần núi non Chờ chu đắc diệt ác nhân, không tin quỷ quyệt sinh tồn mấy ai trước giai nay chả không sai trước đi cướp đắc ngày nay sập điền trước đi thông tính thằng quyền ngày nay trả lại nhân quyền chẳng sai trước đòi nô lệ gái trai nay đà trả lại nhân tài quyền binh hỏi chờ ai trọng ai khinh da đen chỉ quắc bạch tình rút lui cơ chờ đến lúc tối thôi, bốn phương thánh chiến cùi cùi đụng nhau Chăn lặng đêm tối toàn sao thiên cơ thay đổi con tàu thế gian coi đây biết đó là lận bàn bàn cờ sắp số thiên hoàng định ngôi thu tánh quần khí phòng tánh chi bỉ người học đạo càng mở mang sự thông minh đó là giàu về trí tệ còn không thủ đức để tánh phóng khoáng khí linh theo lỗ miệng phát lát mà đóng hết các chân huệ không có bao giờ có cơ hội khai mở trở lại Bắc khả Phật hậu khinh ma quỷ chư Người tu không trọng hình tướng của Phật mà trọng đức tánh là lương tâm của Phật Không thể phỉ nhổ ghét như là ma quỷ mà hay dùng lòng thành cứu độ trợ duyên Thức là Phật, mê là ma Vậy ai không có tâm ma trước khi thành chánh quả Quyền giải chân lý thông suốt tự nhiên không học mà biết là sự biết của trí tệ Cái biết tự nhiên đó là chân ngã Nhưng mới khai huệ thấy mình thông minh nhiều lắm lúc đó phải kìm bản ngã tự tôn mà hãy thành tâm nghiệm cho ra các điều thấy biết có ứng đúng với thời gian đó hay là không. Quyền cơ khả ngã lộ giả bắt thành, việc của chờ sắp đặt khi mở tha tâm thông, biết được nhưng không được tiết lộ quá nhiều, nếu tiết lộ chân đạo bị chờ quở đạo lớn không thành. Kỳ đắc chân đạo giáo dục quần sanh Kỳ ba chờ sanh thánh nhân đắc chân lý dùng chân kinh chân giải chân pháp ban linh khí cho hoàng cầu đồng thụ khí linh thiên đồng thọ hồng ăn của đức chí tôn tái lập nhân thiên địa linh hưởng phúc chờ tái lập địa đàn cho nhân loại thái bình hạnh phúc không đau khổ về vật chất đời sống để có cơ hội học đạo siêu thoát thiên hạ an cư địa đàn thượng học bốn phương bình trị cho dân giàu nước mạnh dân minh thì chân lý đến lúc khai quá cho nhân loại thượng học cao siêu thiên địa hòa đức âm dương thần nhất Trời đất đồng vui khí quá thần nhất dân hiến phong thổ cũng đạt được linh thảo mộc khai chỗ khắp địa đàn trong giới tử thư là điều gia cát lượng viết để gửi cho con trai là gia cát chim chỉ một năm trước khi ông qua đời toàn bộ bức thư chỉ có hơn 80 chữ nhưng lại trở thành một trong những bức thư gửi con nổi tiếng nhất trung qua cổ đại cũng là một trong những gia quán giáo dục con tinh giản ngắn gọn nhất gia cát lượng không chỉ có một cuộc đời phi phàm khi còn sống mà danh tiếng của ông còn lưu truyền mãi đến tận ngày nay hậu vệ của gia cát lượng đờ đờ đều xuất hiện nhân tài thôn gia cát bố cục thần kỳ suốt vài trăm năm đều may mắn thoát nạn khỏi lửa bên đau người trong thôn đa số thần phát thiện lương giỏi văn giỏi trị liệu có thể nói là dòng họ gia cát đờ đờ đều có phúc nhắc đến gia quấn của dòng họ này thì không thể không nói tới giới tử thư bức thư chỉ hơn 80 chữ mà gia cát lượng gửi cho con trai một thời gian ngắn trước khi ông qua đời Nội dung của nó tuy ngắn gọn nhưng lại có ảnh hưởng sâu rộng tới con em trong họ. Nết người quân tử, tỉnh để tu thăng kiệm dùng dưỡng đức, không đạm bạc, chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm, tiến xa chẳng nổi. Học cần tâm tĩnh, tài cần phải học, không học tài chẳng mở mang, không chí chẳng thành nghiệp học. Biến nhát ác chẳng thể tinh thông, nóng nảy sao tu thành tâm tính, tháng ngày dùng dục, ý chí qua đi, Thăng đã già nua, chưa hiểu sự đời, nhà rách sầu bi, hối thì đã muộn. Gia các lượng khuyên con rằng đạo của người quân tử không nằm ngoài việc tu thân dưỡng đức, muốn tu thân cần phải tĩnh tâm, muốn dưỡng đức cần phải cần kiệm, tĩnh tâm tu thân thì mới có thể nhìn xa trong rộng, cần kiệm dưỡng đức thì mới có thể nuôi chí lớn. Tiếp theo là đến bài cảnh báo thiên cơ, bảo còn lớn đắc chờ nghiêng ngựa. Trên không gian khói lửa mịt mờ Thầy ngồi điểm nguyệt luận thơ Thấy đờ tớ gấp hiện giờ làm sao Trong năm mẹo sóng chào nổ tiếp Chuyển giới say mớ kịp long qua Nếu ai qua nội thì qua Còn qua không nổi đỏ xa quỳnh tiền Nay đức cậu luận biên đôi phục Gỡ thăm trò cốt nhục bửu sơn Dù cho khổ sở đừng sờn Dăng tay cứu chúng trong cơn khổ nàng ta chấp nhận cơ hàng học đạo giữ lòng thành ngai thảo phật gia luyện thành đạo pháp tinh ba quần nguyên phận bổn mới qua ngoan này kỳ văn ơ cậu đây rơ lệ thấy người trôi nội bể sông gian xác nằm lẫm liệt nghinh ngang đó là cơ định rụi tàn phút giây sấm mớ nổ chưa đầy một phút thì chúng sanh ngã gục tái tê chia tay cách biệt không về bập bên biển khổ chàng chề thay phơ nay bằng sĩ nghẹn lờ nhắn nhủ thăm đạo đồng quê cũ cách xa ráng tu đọt được tinh ba quần nguyên phản bổn về nhà bảo châu năm dằn mẹo khổ sầu biết mấy mong đạo đồng hải ngoại quay về nội tâm tỉnh dậy chớ mê từng tự từng phút chỉnh tề từng câu đây kết thúc năm châu bận rộn lãnh những điều nguy khốn thiên tai kỳ văn cố gắng miệt mài soi kinh nấu xử rạng tài long hoa giờ cam chịu cách xa thể xác bóng từ bi ngào ngạt canh thâu dù cho xa vắng bể dâu nội tâm tư tưởng trò âu chớ rờ chích trong bài buồn than thơ Gửi của đức cậu bằng sĩ vô danh lờ bình đức cậu bằng sĩ đã cảnh báo bao sự cố dồn dập xảy ra vào hai năm cọp và mèo 2022-2023. Thứ nhất là chiến tranh Âu Châu giữa Ukraine và Nga đã xảy ra năm 2022, gây ra bao cảnh máu đổ thịt gơ, làm cho các thành phố sụp đổ, người ta thì chết tan thương, khủng hoảng dầu khí, giặt giá thì lại gia tăng, kinh tối thì bị suy si thế, xã hội gối loạn, bất ổn trong chánh trị. Và thứ hai là chiến tranh ở Trung Đông giữa Do Thái và Hamas ở giải Gaza năm 2023 đã gây cảnh chết chóc kinh hoàng, kỹ nghệ dầu mỏ bị bế tắc. Giá dầu lại gia tăng, kinh tế suy si thoái trầm trọng. Cùng một lúc nhân loại gánh hai cuộc chiến tranh khốc liệt, thế giới này sẽ đi về đâu? Năm dần mẹo khổ sầu biết mấy, mong đạo đồng hải ngoại quay về, nội tâm tỉnh dậy chớ mê, từng tự từng phút chỉnh tề từng câu, đây kết thúc năm châu bận rộn. Thứ ba là thiên tai xảy ra dồn dập vì môi sinh bị phá hoại, trái đất nóng lên, hệ sinh thái quỷ hoại, nắng hạn cháy rừng, dông bão lũ lụt thì triền miên. Bão còn lớn đắc chờ nghiêng ngửa, trên không gian khỏi lửa mịt mờ, thầy ngồi điểm nguyệt lượng thơ, thấy đờ tới gấp hiện giờ làm sao, trong năm mẹo sóng chào nổ tiếp, chuyện giới say mở kịp long qua, nếu ai qua nổi thì qua còn qua không nổi đỏ xa quỳnh tiền kỳ dặn ơ cậu đây rơ lệ thấy người trôi nổi bể sông gian, xác nằm lẫm liệt nghinh ngang đó là cơ định rụi tàn phút giây sấm mơ nổ chưa đầy một phút thì chúng sanh ngã gục tái tê chia tay cách biệt không về bập bền biển khổ chàng chề thay phơ kể từ năm dằn mẹo trở đi thế giới gặp nhiều tai họa bên lửa thiên tai động đất như là bạo lục khủng khiếp đó là cơ cộng nghiệp do loài người gây ra trong nhiều đời nhiều kiếp nay phải lạnh hậu quả thảm sầu đức cậu bằng sĩ đã khuyên loài người phải quầy đầu sám hối ăn năn làm lành chuộc tội mai ra thoát qua cơ sàng lọc đờn kêu hát khúc ai bi mèo kêu vang dậy thờ kỳ mớ khai năm mèo mớ rõ mớ hay cuối mèo phải chịu trắng tay khắp dùng mèo kêu đừng có nói khùng coi chừng hở sẽ chập trùng tớ đây đờn kêu đức cậu không dây nửa mèo tặc tử tà tay loạn cuồng mèo kêu lệ chảy dầm tuôn ai ơ đừng khổ đừng buồn đừng lo đừng giàu đừng có bì so mau chân hối cải rồi lo làm hiền đờn kêu cho tớ thị thiền thôn quê cũng vậy nói liền cùng nhau đờn kêu sống bủa ba đào ai khôn ai dạy ai giàu cũng dông Đờn kiêu ai dí thiện công, Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi, Đờn kiêu tiêu hết còn gì, Bằng buồn nước mắt lâm ly châu mài, Ngồi buồn chẳng nói với ai, Chi cơ chút xíu luận bài rồi xem, Đờn kiêu bằng đứng bên rèm, Muốn về cho rảnh không thèm nổi năng, Đờn kiêu chưa được tròn chăn, Thì là thượng đế sang bằng tiêu tan, Đờn kiêu đừng có nghinh ngang, ỷ thân ỷ thế rụi tàn từ đây đờn kêu danh dự khỏa phay đờn kêu ai lũ tà ta tay cho ông dùi đờn kêu phải ráng ngậm ngùi ta thương ta nói ta vui làm gì đờn kêu ơ hở sầu bi mèo quá thành lại rồi đi nơi nào gò cao thành dũng thành ao thành biền thành biển ta đau đớn lòng rồi đây ngập đến rừng tòng đờn kêu các vật ráng trông ráng chờ thầy còn ẩn dạng bí thơ chờ trong cơ đạo dạy thờ hồi quy đờn kiêu ngàn dặm dạy thì kêu trong bá tánh lâm ly châu mài đờn kiêu trong lại kêu ngoài hết hơ hết tiếng hết bài thi dân đờn kiêu diệt đến khó khăn bình dương còn dạy ráng hằng ráng chi phép tài đấu chiến si nguy ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi đờn kêu chưa lặng người oi do ngài thượng đế quay rồi phải ăn ta đờn đó khó khăn sắp tới khắp hoàn cầu thế giới lung lai thứ ba tranh pháp tranh tài đem ra thi đấu trong ngoài khổ đau phải như vậy mớ nào khai mạc phải làm theo lệnh của phật chờ tội cho người ác người ơ ngài cầm cung lệnh tiệt đờ tiêu tan sông biển đó máu chàng như hải Sương ngộ ngang ba bảy như rừng Vậy mà bá tánh chưa hưng Còn vui còn thích còn mừng 43 ba Tiếng đền kêu chán hòa đẫm lệ Nếu ai ngoan bảo vệ hồn thằng Đặng sao về được tăng văn Hưởng mùi quá nở ngày gần rồi coi Và video đến đây cũng đã kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.